Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 10 tỷ phú, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Đây là mục tiêu của nghị quyết về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới vừa được Chính phủ ban hành. Nghị quyết của Chính phủ cũng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó tập trung phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh nhằm mở đường dẫn dắt các ngành. Hơn nữa, cả nước cũng phấn đấu khu vực doanh nghiệp góp 65-70% GDP cả nước, khoảng 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế. Về tỷ lệ giới, cả nước phấn đấu có khoảng 20-25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, trong đó phải có trên 30% doanh nghiệp do nữ giới làm giám đốc. Dài hạn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp.